Nhiều đại gia Việt sở hữu xe siêu sang Rolls-Royce gặp hạn, vướng vòng lao lý trong thời gian vừa qua. Có giá từ vài chục đến trăm tỷ đồng, xe Rolls-Royce thuộc nhóm ô tô siêu sang và được giới siêu giàu ưa chuộng, gồm cả các đại gia Việt. Tuy nhiên suốt thời gian vừa qua, không ít đại gia Việt sở hữu Rolls-Royce gặp phải vận hạn, từ những rắc rối trong việc kinh doanh đến vướng vòng lao lý. Một, ông Trịnh Văn Quyết. Cựu chủ tịch hội đồng quản trị FLC Trịnh Văn Quyết từng sở hữu mẫu Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng và Ghost. Trong đó, mẫu Phantom Lửa Thiêng có giá khoảng 50 tỷ đồng tại Việt Nam vào năm 2015 và nằm trong bộ sưu tập Phantom Đông Sơn dành riêng cho thị trường Việt. Mẫu Rolls-Royce Ghost của ông Quyết được mạ vàng, có biển số 30F-187.88 và thuộc thế hệ đầu tiên Series 1. Năm 2013 khi về Việt Nam, xe có giá hơn 15 tỷ đồng, còn ở thời điểm hiện tại, những chiếc Ghost Series 1 được giao bán với giá khoảng 10 tỷ đồng. Ngày 8 tháng 9, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thông báo thu giữ chiếc Rolls-Royce Ghost của ông Quyết để thu hồi nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp, hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản đảm bảo và quy định của pháp luật. Chiếc xe là tài sản đảm bảo cho khoản vay của công ty cổ phần xây dựng FLC Ferros Ross thuộc tập đoàn FLC tại BIDV. Trước đó, ông Quyết bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 2. Bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, từng sử dụng các mẫu Rolls-Royce Phantom, Ghost và Red. Trong đó, chiếc Rolls-Royce Phantom EVB chụp cơ sở kéo dài, được nhập về Việt Nam năm 2013 và cũng là chiếc Phantom đầu tiên của tỉnh Bình Dương. Mẫu xe thứ hai là Rolls-Royce Ghost Series 2, có giá bán chính hãng khoảng từ 17 đến 19 tỷ đồng khi ra mắt Việt Nam năm 2014. Ngoài ra, bà Hằng còn sở hữu mẫu xe hai cửa Rolls-Royce Red. Tại thời điểm ra mắt Việt Nam, xe có giá khởi điểm khoảng 18 tỷ đồng, tuy nhiên hiện tại, chi phí lăn bánh mẫu xe này có thể lên đến gần 40 tỷ đồng. Ngày 24 tháng 3, bà Hằng bị bắt tạm giam để điều tra tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 3. Ông Lê Thanh Thản. Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản, còn được biết đến với tên gọi đại gia điếu cày, là chủ sở hữu thương hiệu khách sạn Mường Thanh. Ông Thản cũng là chủ nhân của chiếc Rolls-Royce Phantom mặt trời phương Đông. Mẫu xe được ra mắt nhân dịp khai trương showroom Rolls-Royce Motorcars Hanoi vào năm 2014. Rolls-Royce Phantom mặt trời phương Đông được phát triển trên nền tảng của mẫu Phantom EVB Series 2 dùng động cơ V126.75L. Xe có giá khoảng 43 tỷ đồng ở thời điểm ra mắt. Tháng 7 năm 2019, ông Thản bị khởi tố về tội lừa dối khách hàng theo quy định tại Điều 198 Bộ Luật Hình sự năm 2015. 4. Ông Nguyễn Đức Kiên. Còn có tên gọi Bầu Kiên, ông Nguyễn Đức Kiên được công chúng biết đến khi hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và bóng đá. Ông cũng từng là chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Năm 2012, ông Kiên là một trong 33 người sở hữu phiên bản giới hạn Rolls-Royce Phantom rồng, sản xuất riêng cho thị trường châu Á nhân dịp năm Nhâm Thìn 2012. Tại Việt Nam, mẫu xe này có giá không dưới 35 tỷ đồng. Tháng 8 năm 2012, ông Kiên bị bắt và sau đó lần lượt bị khởi tố về các tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, trốn thuế và kinh doanh trái phép. 5. Bà Dương Thị Bạch Diệp. Bà Dương Thị Bạch Diệp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản Diệp Bạch Dương, là chủ sở hữu chiếc Rolls-Royce chính hãng đầu tiên tại Việt Nam. Chiếc Phantom biển số 77L-7777 của bà Diệp được nhập về đầu năm 2008 với giá sau thuế 1,3 triệu USD, tương đương khoảng 23 tỷ đồng vào thời điểm đó. Riêng chi phí vận chuyển xe đã tốn khoảng 10.000 USD. Bà Diệp bị bắt đầu năm 2019 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tháng 11 năm 2021, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên mức án chung thân đối với bà Dương Thị Bạch Diệp. 6. Ông Hoàng Khải. Doanh nhân Hoàng Khải, Khải Siêu là chủ sở hữu chiếc Rolls-Royce đầu tiên tại Việt Nam. Chiếc Phantom thế hệ thứ 7 này được nhập khẩu tư nhân năm 2007
và có giá khoảng 1 triệu USD, tương đương khoảng 16 tỷ đồng theo tỷ giá hối đoái thời điểm đó. Cuối năm 2017, tập đoàn Khải Siêu vướng phải bê bối bán khăn lụa Trung Quốc gắn mác Made in Việt Nam. Trên truyền thông, Chủ tịch Hoàng Khải thừa nhận khoảng 50% nguồn hàng tại các cửa hàng thuộc hệ thống được nhập khẩu từ Trung Quốc. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án cuối tháng 5 năm 2019. Năm 2018, chiếc Rolls-Royce Phantom của ông Khải được một đại lý tư nhân giao bán với giá hơn 9 tỷ đồng.